Khách vào quán chào hỏi Trường Giang đon đả hết lời, nhưng thái độ Nhã Phương mới đáng bàn. Sau cưới, Nhã Phương cũng rất chăm chỉ đến quán ăn của chồng. Tuy nhiên, thái độ của cô nàng khiến nhiều người bất ngờ. Sau khi tổ chức đám cưới, Trường Giang sớm quay lại với nguồn công việc bận bịu, còn Nhã Phương thì hầu như dưỡng sức ở nhà. Tuy vậy, nam danh hài vẫn dành thời gian cho vợ và quán ăn của mình. Mới đây, Trường Giang, Nhã Phương đã cùng nhau đến quán cơm, ngồi nói chuyện rất vui vẻ và tình cảm. Sau đó, có một nhóm khách giới thiệu là từ ngoài Bắc vào để thưởng thức đồ ăn. Trường Giang đã rất vui vẻ chào đón. Tuy nhiên, khi người này hướng điện thoại vào quay giới thiệu Nhã Phương thì cô nàng đã không có ý kiến hay phản ứng, như không hề nghe thấy điều gì. Xem ra Nhã Phương vẫn giữ phong cách kín đáo, không muốn hình ảnh của mình được chia sẻ rộng rãi. Khách vào quán, Trường Giang đon đã mời chào. Nhã Phương cũng ăn tại quán nhưng không có phản ứng gì, mặc dù có người nhắc tới tên mình. Có lẽ vì sự việc tương tự đã diễn ra quá nhiều nên nữ diễn viên bình thường như không, hoặc cô không muốn hình ảnh của mình được chia sẻ rộng rãi. Còn Trường Giang hít đon đã nói chuyện rồi còn đi tìm chỗ ngồi cho khách. Anh còn chẳng ngại dọn bàn rồi dọn dẹp đồ rơi dưới đất, Trường Giang vẫn đi đôi dép tổ ong giản dị. Khách hàng rất ưng trước cách phục vụ cũng như sự thân thiện ở quán Trường Giang. Hình ảnh Trường Giang chụp lưu niệm với khách, Nhã Phương vẫn ngồi phía sau và tập trung cao độ vào việc ăn uống. Tròn 3 năm hẹn hò, Thanh Bình nhắn nhủ đến vợ, anh hứa là sẽ yêu như ngày đầu. Dù vợ còn nhiều vụng về hay nhõng nhẽo, nhưng diễn viên Thanh Bình vẫn hứa sẽ yêu Ngọc Lan như ngày đầu. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, diễn viên Thanh Bình đăng ảnh hạnh phúc bên vợ con cùng lời chia sẻ. Hôm nay tròn 3 năm ngày bắt đầu yêu nhau. 1 tháng 11 2015, 1 tháng 11 2018. 3 năm không phải là quá lâu, nhưng cũng không phải quá ngắn cho tất cả những điều tuyệt vời đã cùng trải qua. Chúng ta đã có một tình yêu to lớn là Lô Yêu. Sẽ còn nhiều thứ mà chúng ta sẽ vượt qua trước mắt nữa. Nhưng điều quan trọng mình hãy cứ vững tin về đối phương, thì anh tin là sẽ chẳng có gì khó khăn cả. Dù Lô Yêu dành bớt phần, nhưng anh hứa là sẽ yêu em như ngày đầu nhé. Đừng suy nghĩ nhiều và hãy luôn tươi cười thật nhiều. Nắm tay và đi tiếp cùng nhau nhé nì, Mập Ngọc Lan. Ba yêu hai mẹ con nhiều. Ngọc Lan Thanh Bình từng là bạn tốt hơn 10 năm trước khi hẹn hò. Từ khi làm bạn đến lúc yêu và kết hôn, Thanh Bình luôn chăm lo chu đáo hết mực cho Ngọc Lan. Thanh Bình từng cho biết, vợ không biết nấu ăn, không biết dọn dẹp nhà cửa. Thậm chí mỗi lần vào bếp làm vỡ đồ, nhưng nam diễn viên vẫn chấp nhận. Thanh Bình cho biết, Ngọc Lan là người phụ nữ của công việc, năng lượng đều dành hết cho công việc. Bình chưa bao giờ ép vợ phải đi học nấu ăn, bắt vợ làm việc nhà, rửa chén hay giặt đồ. Trong khi đó, Ngọc Lan thừa nhận Thanh Bình là một người chồng hoàn hảo đối với cô. Nhiều lúc nữ diễn viên cũng áy náy khi không giỏi trong việc bếp núc chăm con. Ngọc Lan cho biết, ở bên Thanh Bình, cô cảm thấy được che chở an toàn và thích nhõng nhẽo. Hạnh phúc của Ngọc Lan và Thanh Bình hiện tại là điều fan của nữ diễn viên mong muốn, vì cô đã chịu nhiều thiệt thòi khi trải qua nhiều lần lận đận về tình duyên. Ngọc Lan là một người không giỏi bếp núc công việc nhà, nhưng cô đã tìm được người chồng lý tưởng biết chăm sóc vợ con chu đáo. Những khoảnh khắc khiến dân tình nghi ngờ về giới tính của Noo Phước Thịnh. Gần đây, Noo Phước Thịnh có lên tiếng kể về việc anh từng yêu Mai Phương Thúy. Nhưng đắng lòng thay, nhiều người cho rằng anh và Hoa hậu họ Mai chỉ là hai chị em. Cũng phải vì trong quá khứ, nam ca sĩ đã để lộ những khoảnh khắc muối mặt khiến dân tình không tin anh là trai thẳng. Để lộ keo bôi trơn, đây có lẽ là một sự cố mà nam ca sĩ không bao giờ quên. Vào năm 2011, trong một chương trình game show, Noo Phước Thịnh đã có dịp khoe nơi ở của mình, và những cư dân mạng dõi soi đã thấy một vật thể khá là nhạy cảm lấp ló. Đó chính là một lọ keo bôi trơn. Sự cố này đã khiến dân tình bàn tán rầm rộ về giới tính của nam ca sĩ. Anh chàng vẫn chưa hề giải thích về sự xuất hiện của lọ keo bôi trơn năm nào. Noo Phước Thịnh để lộ lọ keo bôi trơn mà giới gay hay sử dụng. Bước ra xe ẻo lả còn hơn người mẫu. Trong một clip quay từ trên xuống, Noo Phước Thịnh bước ra khỏi xe với dáng điệu điệu đà, lả lướt. Có khi các chị em phụ nữ cũng chào thua. Tạo dáng của anh cũng cute phô mai que, chắc chắn đàn ông chẳng có ai làm vậy. Hình ảnh này thật khác xa với Noo Phước Thịnh trên sân khấu hay trong các buổi phỏng vấn mà anh thể hiện sự nam tính của mình. Câu nói mập mờ trong chương trình The Voice. Trong chương trình The Voice, sau khi thí sinh, Huyền Dung biểu diễn ca khúc Trò Đùa Của Tạo Hóa, ca khúc nhạc phim Lô Tô có nội dung xoay quanh người đồng tính hoặc chuyển giới. Noo Phước Thịnh đã có những chia sẻ khiến nhiều người bất ngờ về tiết mục này. Anh rất thích bài hát này của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Nó đã vực dậy tinh thần của những người thuộc giới thứ ba, đặc biệt là những người chuyển giới. Chắc chắn anh là người hiểu hơn ai hết bài hát này.
Lúc này Tóc Tiên và Thu Minh cười phá lên và chỉ tay về phía Nu. Lời nhận xét của nam ca sĩ cùng thái độ kỳ lạ của các đồng nghiệp khiến nhiều người nghi ngờ liệu Nu Phước Thịnh đang tự nhận mình là người thuộc giới tính thứ ba nên có thể thấm được bài hát này. Màn livestream lộ nội y, có lần Nu Phước Thịnh livestream ở trên ăn mặc khá là chỉnh chu với áo sơ mi trắng, áo len mỏng khoác ngoài. Tóc tai vuốt gheo lượt là, nhưng khi đang mải mê nói chuyện, chiếc điện thoại phản chủ bị rơi xuống và để lộ khoảnh khắc nam ca sĩ không mặc quần, chỉ mặc một chiếc nội y cỏn con. Khỏi phải nói, sự cố này đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng với tốc độ chóng mặt. Nu Phước Thịnh ở trên thì ăn mặc chỉnh chu, ở dưới thì không mặc quần. Những sao ngoại quốc nổi như cồn ở Việt Nam nhưng chìm nghiệm ở quê hương chính mình. Hari Won, Hàn Quốc. Hari lấn sân vào showbiz hoạt động với nhiều vai trò từ MC, ca sĩ cho đến diễn viên điện ảnh. Tên tuổi Hari Won lan rộng hơn khi cô tham gia chương trình cuộc đua kỳ thú cùng bạn trai cũ Tiến Đạt. Song hiện tại cô đã vươn lên sau hàng A nhờ cuộc hôn nhân viên mãn với danh hài Trấn Thành. Kyo Yok của Mỹ. Kyo Yok là ca sĩ hát tiếng Việt hoạt động khá năng nổ và chăm chỉ tại làng giải trí Việt Nam. Trước khi có tên tuổi, Kyo là một giáo viên dạy tiếng Anh. Hiện tại, chàng ca sĩ ngoại quốc đang tham gia một số game show Việt và đi hát ở phòng trà. Kyo Yok chiếm được thiện cảm của người hâm mộ và có lượng fan khá đông đảo. Andrew, Tây Ban Nha. Năm 15 tuổi, Andrew nổi tiếng nhờ xuất hiện tại một sự kiện thời trang ngoài Bắc với gương mặt người Tây đặc trưng và dáng chuẩn model. Tên tuổi cô phủ sóng nhờ scandal ồn ào tình ái với bạn trai cũ Beso và Janbi. Scandal ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp của người mẫu gốc Tây Ban Nha. Thỉnh thoảng cô chỉ xuất hiện một vài sự kiện nhỏ và tên tuổi cũng đang chìm dần. Hari Lu, Đài Loan. Hari Lu và Miyu được xem là đôi kim đồng ngọc nữ khi đóng chung phim điện ảnh 4 năm hai chàng một tình yêu. Anh là mẫu ảnh diễn viên tự do khá được lòng fan tại Việt Nam. Tuy nhiên sau đó anh gặp phải tai nạn kinh hoàng và đã trải qua 20 lần phẫu thuật thẩm mỹ. Mặc dù ngoại hình có sự thay đổi không nhỏ, song nam diễn viên gốc Đài Loan tự tin vào vai ngôi sao thần tượng châu Á của mình. Hansara, Hàn Quốc. Hansara sinh năm 2000, được phát hiện sau khi tham gia The Voice 2017. Sau đó cô đầu quân về công ty giải trí do Đông Nhi và ông Cao Thắng quản lý. Chỉ chưa đầy 18 tuổi, song cô ca sĩ gốc Hàn đã bỏ túi không ít bài hit như Tớ Thích Cậu, Vì Yêu Là Nhớ, Tận Cùng Nỗi Nhớ, song ca cùng Will. Nói tiếng Việt sành sỏi, phong cách dễ thương, trong sáng, giúp Hansara được nhiều khán giả Việt yêu thích. Gần đây, những sân chơi ca sĩ giấu mặt hay giọng ải giọng ai trở thành bệ phóng, giúp các cô gái Hàn hát nói tiếng Việt tốt lấn sân vào showbiz. Shin Jin-ju, cô gái Hàn Quốc từng gây ấn tượng với cư dân mạng khi hóa thân thành ca sĩ Miu Lê trong chương trình Ca Sĩ Giấu Mặt. Trước đó, Shin Jin-ju từng gây ấn tượng với cư dân mạng khi hát loạt bài cover bằng tiếng Việt thu hút triệu lượt xem trên YouTube. Gần đây nhất là Jong-ju, người đóng vai bạn gái Nu Phước Thịnh trong MV Những Kẻ Mộng Mơ, xuất hiện trong chương trình Giọng Ải Giọng Ai. Cô sinh năm 1995 từng xuất hiện trong Idol School, chương trình thực tế tuyển chọn thành viên nhóm nhạc nữ. Vào đầu năm 2017, việc nghệ sĩ ngoại lấn sân sang thị trường Việt đánh dấu bước khởi sắc của nàng giải trí nước nhà. Song đây cũng là một điều mà nhiều người hâm mộ lo ngại rằng showbiz Việt dường như đang quá dễ dãi và là mảnh đất màu mỡ cho những người ngoại quốc muốn nổi tiếng. Hồ Quang Hiếu sượng mặt khi nghe Trấn Thành thản nhiên nhắc về Bảo Anh. Hồ Quang Hiếu đúng là thánh nhỏ, khi mỗi lần chơi game show với Trấn Thành đều bị nhắc đến tình cũ Bảo Anh. Dù chẳng làm gì nên tội vẫn bị đụng chạm đến đỏ cả mặt. Tập 1 chương trình Talk Show kết hợp với kịch tình huống Sao Hỏa Sao Kim lên sóng 30 tháng 10 với sự góp mặt của dàn khách mời Đức Thịnh, Hồ Quang Hiếu, Lâm Vĩ Già Cát Tường và vợ chồng Ngọc Lan Thanh Bình. Ở phần thi thứ hai mang tên Bức Phân Thắng Bại, 6 khách mời chia làm hai đội gồm Đức Thịnh, Hồ Quang Hiếu, Thanh Bình đối đầu với Lâm Vĩ Dạ, Cát Tường, Ngọc Lan. Sau khi bắt cặp thi đấu, Lâm Vĩ Dạ được chọn chung với Đức Thịnh và điều này khiến nữ diễn viên cảm thấy bất công bởi lẽ hai đồng đội đều được so tài với trai đẹp. Để xoa dịu, Trấn Thành liền thốt lên rằng Hồ Quang Hiếu đâu có yêu cầu Bảo Anh đâu mà em làm gì kỳ vậy. Câu nói bất ngờ của Trấn Thành đụng chạm đến người yêu cũ khiến Hồ Quang Hiếu ngỡ ngàng và ngượng chín cả mặt. Còn khán giả thì được một fan cười thích thú. Lâm Vĩ Dạ khiếu nại tại sao Ngọc Lan và Cát Tường đều được thi đấu cùng trai đẹp, riêng mình lại phải bắt cặp với Đức Thịnh. Trấn Thành lầy lội giải đáp, Hồ Quang Hiếu đâu có yêu cầu Bảo Anh đâu mà em làm gì kỳ vậy. Đang yên đang lành lại bị đụng chạm, Hồ Quang Hiếu chỉ biết đỏ mặt cười trừ. Hồ Quang Hiếu đúng là thánh nhỏ,
khi mỗi lần chơi game show với Trấn Thành đều bị nhắc đến tình của Bảo Anh, dù chẳng làm gì nên tội vẫn bị nam danh hài đụng chạm. Trước đây trong chương trình Giọng Ca Bí Ẩn, Trấn Thành đã liên tục bắt tay với anh Đức chọc ghẹo nam ca sĩ bằng cách khơi gợi lại chuyện tình cũ với Bảo Anh. Trước sự lầy lội của đôi bạn thân Trấn Thành anh Đức, Hồ Quang Hiếu đã tuyên bố: "Đã quên người tình cũ rồi, có gặp lại mà đeo mặt nạ cũng không nhớ." Cũng có thể bởi tính cách ngây ngô và chất phác mà Hồ Quang Hiếu thường bị Trấn Thành trêu ghẹo.